Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em 3 miếng đất nền liền kề luôn, đất rất là đẹp, đang trồng dừa được là 1,5 năm tuổi thôi. À, dừa sim Mã Lai nha anh chị. Dừa sim Mã Lai này trồng khoảng là 2,5 năm 3 năm bắt đầu có trái rồi. À, mình chỉ chăm sóc khoảng 5 nữa thôi, hơn 5 nữa là có trái ngon lành anh chị ha. Với mặt tiền xe máy đường đan là 2m công cộng nha, cách đường nhựa này chỉ có là 150m thôi, rất là gần luôn chị. Với ngang là 9m1, chiều sâu là 39 nha, còn bên tay trái mình chiều sâu là 38. Phía sau anh chị, đất mình ở hậu gọi là 9,2 chị ha. Đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha. Cái hướng đất của mình là đông nam nha anh chị. Địa chỉ cái miếng đất vườn dừa của mình là ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Từ vị trí đất mình mình về đây xây nhà ở chị. Thì mình đi chợ, thì đây có hai chợ mình đi. Một là anh đi chợ là Thanh Bình, đó, chỉ có là 3 cây số thôi. Ở đó cũng có đầy đủ tiện nghi như là có điện máy xanh nè, trường học nè, ủy ban nè, và nhiều tiện ích khác nha. Còn cái chợ xa hơn thì kêu một chợ Phú Kiết anh chị, là 4 cây số nha, có hai chợ. Mình đi chợ nào cũng được nha anh chị. Cách quảng trường thành phố Mỹ Tho là 9 km nha anh chị. À, một vị trí rất là gần. Ở đây thì giáp ranh với thành phố Mỹ Tho là 14 cây số nha. Còn về đây mình không có việc làm á, mình xây nhà ở anh chị. Thì ở đây có khu công nghiệp Tân Hương là 8 cây số. Còn khu công nghiệp Đông Giang là 10 cây số anh chị ha. Đó. Mình chạy xe khoảng 10 mấy 20 phút là tới, rất là gần anh chị ha. Cái hướng này là mình đi về chợ anh chị nha. Còn hướng ngược lại đường nhựa này thì mình liên thông về ga quốc lộ 50 nè. Đó, thì khoảng tầm chạy xe 12 phút là tới anh chị ha. Còn nếu mình ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh, tính từ bến xe miền Tây á là 54 km nha. Mình đi cầu Mỹ Lợi hướng Long An á chị, là qua đây gần nhất anh chị ha. Còn nếu mà đi quốc lộ A, đường cao tốc á thì mình đi vòng ngược lại hơi xa hơn xíu anh chị ha. Trời cũng bị chuyển mưa rồi. À, hơi âm u ha, hơi tối, chất lượng hình ảnh cũng hơi kém, quý khách hàng cô chú cũng thông cảm nha. Em sẽ cố gắng quay nhanh, cái công trời mưa tới là hết quay luôn chị ơi. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi từ vị trí ở đường nhựa này vô tới đất luôn để mình tham quan đường xá vàng sớm nha anh chị. Đây đường đan công cộng 2m luôn chị ơi. À, một con đường rất là dễ đi, thẳng vô 150m đổ lại là tới chị, rất là gần chị ha. Rồi em xin mời chị nha. Ở khu này nhà cửa rất là đông đúc anh chị ha. À, nhà nó rất là đông chứ không có vắng anh chị ha. Đây dành cho những cô chú anh chị nào mà ít tiền, giá sinh viên bình dân nha. Để mình có một lô đất để về đây cách nhà ở an cư lập nghiệp nha anh chị. Rồi mình đã tới anh chị, rất là gần anh chị thấy không? Rồi để đậu xe lại xuống quay chỉ canh giới cho mình nắm nha. Cái lô đầu tiên á chị thì ở đây đó thì nó chiều sâu ngắn hơn, bên tay trái mình chỉ có 37 thôi. Đó. Còn cái lô cuối cùng á, lô thứ ba đó chị là chiều sâu là 39m nha. Đó, anh chị lấy lô nào cũng được. Hiện tại thì chủ này cũng do làm ăn khó khăn anh chị. À, bế tắc quá, bán nguyên cục lớn này hoài không được nên chủ quyết định cũng hỏi một sớm này kia đó, phân ra bán đó, bán nhỏ thì bán lẻ để giải quyết nợ chị ha. Thì chủ đã có đăng ký đo đạc rồi, đã chuẩn bị có khoảng tầng hơn tầng nó có bằng vẽ anh chị ha, nên mình mua thì giá rất là mềm, là một lô là 9m1, dài là 39 là lấy lô thứ ba. Còn nếu lấy lô đầu tiên ở đây gần lần nhiều nhất thì đây có chiều sâu có 37, còn đầu bên ta phải là 38. Đó. Anh chị lấy lô nào cũng được hết nha. Đường anh chị rất là rộng.
2 mét công cộng, vậy thấy không? Mà đường thông nữa chị ha. Đó, vườn dừa của mình đây nè chị thấy không? Trồng được 1 năm rưỡi tuổi rồi. Đó, đất mình đó chị thấy không? Cỏ thì sạch bóng luôn. Lúc trước thì có trồng thanh long vô anh chị thì giờ đã bỏ hết rồi chị ha. Đó, để dễ bán tại vì thanh long giờ cũng trồng cũng thu nhập hơi thấp anh chị ha. Rồi cũng kẹt tiền nữa nên bỏ thanh long để có trống trống vậy, có dừa thôi để bán cho lẹ anh chị ha. Giá này chủ còn bớt nữa nha, nếu mình có quan tâm đó thì quan tâm cái con dừa này á thì kết bạn Zalo em sẽ có sổ thông tin định vị cho mình xem trước, rồi về gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng cái giá để mình đặt cọc nha. Đó, khi nào con rẻ mình ra công chứng mới được nha anh chị. Đây đó, đã xịt sơn sẵn rồi nè. Đó, khoảng ngày hình như ngày hai ngày đó là dưới đo anh chị hang nó báo rồi đó, sơn sẵn để có ranh giới để chính xuống đo dễ chị hang. Đó, chiều sâu thẳng vô trong. Ở phía sau thì có lưới B40 là 2,5 mét rồi. Về nếu mình mua một lô thì anh chị kéo con gà bên trái bên phải thôi. Đó, còn nếu mình muốn rộng hơn thì anh chị có thể mua lô hai lô cùng một lúc hay là ba lô chủ vẫn bán nha. Đây một đất rất là đẹp luôn chị ơi. Ở đây thì dừa trồng cũng hơi khít lên chị ha. Em thấy thì khoảng là 3 mét một cây hơi khít nha. Cái này là ít nhất là khoảng 5 mét. Đó. Để cái tàn dừa rất là lớn. Cái này là hơi khít anh chị ha. Nhưng mà không sao, mình về mình xây nhà ở trên đây nè anh chị. Đó về anh chị có thể mình lớn hơn á thì mình có thể chặt bớt. Đó, mình tỉa ra khoảng 6 mét một cây hay 5 mét một cây anh chị ha. Đất mình nó thì hơi thấp hơn cái đường đan một xíu thôi anh chị thấy không? Đó, không có thấp nhiều nha. Đang quay trực tiếp từ cái đường đan xuống đất luôn, mình thấy khá rõ ha. Đó, anh chị lấy nền nào cũng được hết nha. Hiện tại là chủ mới ký gửi đây là 2 ngày. Ngày này nay ngày thứ 3 em mới rảnh em chạy xuống đây em quay cho chủ ha. Đó, vườn dừa rất là đẹp. Giờ em sẽ đi qua cái nền thứ 3 luôn, em sẽ đi vô đất anh chị ha. Tại vì ba nền giống nhau hết nên em sẽ quay từng giai đoạn cho mình xem rõ ha. Đã qua một cái vườn dừa nó là tới khu rảnh nhà cửa rất là đông chị thấy không? Tại cái khu này là anh chị thấy xa xa có nhà, tại do đó đất ở khu này nhà anh chị hơi nhiều chị ha, công 2 công đến 3 công đó, chứ không phải là nhà ít, tại do đất nhiều anh chị ha. Rồi đây là chiều sâu bên tay phải anh chị ha. Đó, cho chỗ xịt sơn sẵn để chính xuống đo nè, gấp ganh. Nếu mà lấy lô thứ ba đó, thứ nhất đó là được cái chiều sâu bên tay phải là 39, còn bên tay trái là 38, diện tích đã được nhiều hơn anh chị ha, cũng giá bằng là 390 triệu thôi. Đó, thì ở đây đỡ được cái hàng rào bên phải anh chị thấy không, được chiều sâu hơn và được cái hàng rào nữa anh chị, và phía sau có hàng rào sẵn rồi, mình làm cái có bên trái nó hàng rào đó là xong anh chị ha. Kế bên cũng trồng dừa nữa nè. Rồi để quay lại cái mặt tiền ba nền một lần nữa mình xem nha. Mỗi nền là 9,1 mét nha anh chị, chiều sâu là nền thứ ba là 39, còn nếu mà lấy nền đầu tiên là chiều sâu bên tay trái là 37 nha anh chị, lấy nền nào cũng được hết. Đất cái lô 5 anh chị, chủ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn. À, một vị trí cực kỳ đẹp, cách đường nhựa nay em quay anh chị xem rồi đó, rất là gần, chỉ có là 150 mét đầu lại thôi anh chị ha. Đối diện đất mình cũng là rừng dừa, ở khu này trồng dừa rất là nhiều nha anh chị. Nè, thấp có xíu anh chị không? Đó, mình về mình cuốn nền trước đây mình xây nhà ở ngon lành luôn chị. Đây gần khu công nghiệp nữa, rất là tiện cho mình. Cách thành phố Mỹ Tho cũng gần nữa anh chị thấy không? Cách quảng trường nhiều lúc về đây xây nhà ở đó, con cái mình nè dẫn ra chỗ quảng trường nè mình chơi anh chị. Đó, khu đó là khu rất là rộng giải trí đó, ra ngoài chơi rất là, nhất là uống nước cũng rất là mát nè, cho con cái mình chơi ngoài rất là thoải mái luôn anh chị ha. À, phía sau thì anh chị không có một số ao nhỏ nhỏ khoảng 1 mét thôi nè, thì chủ cũng liền cái thanh long anh chị xuống đó, giờ đắp kính bích luôn anh chị không. À, đất mình cao chứ không có thấp anh chị thấy không. Đất mà này không màu mã, không có dướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Và xung quanh hàng xóm gấp ganh cũng không có luôn, nên mình mua cũng rất là yên tâm anh chị ha. Nè, đất này chị bằng phẳng hết. Tại lúc trước thì lên trồng thanh long, anh chị thấy mấy cái trụ này nè, này nhổ lên nè anh chị ha. Lúc trước trồng đây là thanh long, kèm theo dừa theo. Giờ dừa nó phát lên thì thanh long nó không có giá thì bỏ anh chị ha. Rồi em sẽ cố gắng ra cái ranh giới cuối cùng luôn để mình nắm rõ ranh giới cái đất vườn dừa của mình nha anh chị. Đây một miếng đất rất là đẹp anh chị ơi. Dân cư thì đông đúc,
Đường thì công cộng đang là 2,5 m, xin lỗi 2 m. Đó. 2 m này xe máy thôi anh chị ha, xe ba gác vô được, còn xe ô tô mình đậu ngoài đường nhựa nha. Đường nhựa này em quay em chạy vô cho mình xem đó. Có 150 m ha, rất là gần. À, khu này mình về ở xây nhà ở rất là yên tĩnh nè. Rồi, đây là ganh chiều sâu nền thứ ba bên ta phải nha. Cái này là chiều sâu dài nhất là 39 bên ta phải. Đây tới đây chị. Có sạch sơn vậy không nè, có trụ ganh nè. Đó. Nhưng mà lấy cái lô thứ ba này ngon lành, có con gào phía sau và bên ta phải ha. À, hôm nay có mặt đây là ranh giới cuối cùng của miếng đất vườn dừa của mình nha anh chị. À, mình mua mà ranh giới rõ ràng vậy mà chuẩn bị có mình vẽ nữa thì mình thương lượng được cái con vẽ mình ra công chứng luôn anh chị. Vì lúc mình ở xa hay là công việc bận rộn á, mình không có thời gian nhiều á, thì có thể mình có mình vẽ là ra công chứng luôn đó cũng được. Còn nếu không anh chị đặt cọc trước rồi khoảng có bằng vẽ sẵn á, thì mình ra công chứng nha anh chị ha, có hai cách nha. Đây thì có trồng đậu gồng nè anh chị. Đó, leo lên đây nè, đây là đậu gồng nha anh chị ha. Leo bích cái hàng lưới B40 luôn. Phía sau cái đất vườn dừa mình cũng có một hàng dừa đó anh chị không? Đó, khu này dừa rất là nhiều. Đang quay hàng sớm cho mình xem ha. Đó, đáp ganh mình cũng là trồng dừa. Và bên trái bên phải cũng là dừa và đối diện cũng dừa luôn chị. Khu trồng dừa rất là nhiều nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. À, quý hàng cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số điện thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Sở hữu một cái nền đất đang trồng dừa. Mặt tiền đường đan là 2 m công cộng nha, cách đường nhựa là 150 m thay. 9,5 m dài là 39 nha. Nếu lấy nền thứ ba, còn nền thứ thứ nhất đầu tiên á thì chiều sâu có 37, còn một đầu đó là bên ta phải là 38. Đó anh chị lấy nền nào cũng được hết anh chị ha. Tại chủ ký gửi với em đầu tiên chưa có gửi ai hết nên mình có lựa chọn 3 nền. Mua nền nào cũng được hết anh chị ha. Qua giấy tờ em xin nhắc lại một lần nữa thì chủ sẽ lo giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn, không có tốn tiền chi phí gì hết nha anh chị. Mà giá đang ngợp anh chị có thể trả giá và đặt cọc hay là đợi con vẽ công chứng nha. Đó, giá rất là mềm anh chị. Ở đây thì có hai chợ nãy em nói đó, thì chợ Thanh Bình là 3 cây số và tiện ích nha, và còn cái chợ nữa là chợ Phú Kiết là 4 cây số anh chị nha. Quý hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm hình để tương tác với em, không có động lực qua những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.